Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An vừa có buổi tiếp Quốc vụ khanh Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Quốc Na Uy nhân chuyến thăm của bà tới Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ và quan trọng của Na Uy với Việt Nam trong hơn 50 năm qua trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng, góp phần đưa kim ngạch thương mại hai nước lên khoảng 500 triệu đô la Mỹ một năm. Và Na Uy là nhà đầu tư lớn thứ 41 trên 141 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hai bên đang đứng trước những cơ hội hợp tác mới cũng như các thách thức mới cho giai đoạn phát triển trong 10 năm tới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế biển là thế mạnh của cả Na Uy và Việt Nam. Với kinh nghiệm lâu đời về hàng hải và các hoạt động ngoài khơi, các doanh nghiệp Na Uy đang có ưu thế đóng góp vào thị trường gió ngoài khơi đang ngày càng phát triển trên toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng bà Quốc vụ Khanh cũng bày tỏ ấn tượng với cam kết mạnh mẽ Việt Nam đưa ra tại COP26 và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam bằng công nghệ, kinh nghiệm và giải pháp tài chính trong ngành năng lượng tái tạo để thực hiện thành công mục tiêu này.